con rời quê, bà bưng mâm cơm đi theo này nỉ ăn thêm một chút. Rồi bà đâu rồi? Ôi ơi bà ơi, khổ không phải bếp cơm cháu đâu, khổ cháu nó đi là lộ rồi, lại còn khổ các cụ già là cứ sợ các cháu đói nên là phải bếp cơm theo, khổ bắt cháu nó phải ăn, sợ cháu đói mà. Ở quê tôi là thế đây, ở quê tôi là chỉ sợ các cháu nó đói, cháu nó đi rồi mà vẫn phải bếp cơm bắt cháu nó ăn đeo. Thôi thôi kệ cháu, không còn lo nữa cháu. Vậy là chính thức hết Tết, sau thời gian nghỉ lễ dài, mọi người đã bắt đầu rời khỏi quê lên thành phố để tiếp tục công việc, lo toan cơm áo gạo tiền. Việc con cháu lần lượt rời khỏi nhà khiến bố mẹ, ông bà không khỏi hụt hẫng, thậm chí là lo lắng. Mới đây một video ngắn ghi lại khoảnh khắc con cháu lái ô tô lên Hà Nội. Sau thời gian dài nghỉ lễ, mặc dù đồ đạc đã chuẩn bị xong, con cháu lên xe và sắp lăn bánh rời đi, nhưng bà vẫn chạy vội theo để đưa đồ ăn. Trên tay bà là mâm cơm đủ các món ngon, từ thịt tới bánh, chỉ mong con cháu ăn thêm miếng cho đỡ đói. Rồi bà ơi, chúng cháu nó không ăn đâu, mang nồi cá kho đi làm cái gì, khổ quá. Nhìn tới cảnh này, dân tình không khỏi chạnh lòng, họ nhớ tới ông bà của chính mình mà rưng rưng nước mắt. Ai cũng từng được ông bà chăm chút, lo lắng từng tí như vậy. Nhiều người thậm chí có chút ghen tị vì còn có bà yêu thương, chăm bẵm như em nhỏ. Một số dân mạng để lại bình luận, hãy trân trọng điều đó, khi các cụ khuất núi có muốn cũng không được nữa đâu. Tôi đang nghĩ về bà của tôi, cũng hình ảnh này mà ứa nước mắt, lắm lúc tôi muốn còn không có. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.